Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian rộ lên những cái thông tin mà giá xe ô tô năm 2018 sẽ rẻ hơn do những chính sách thuế có sự thay đổi và cụ thể là thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN à, sẽ chỉ là 0%, thì khiến cho cái tình hình kinh doanh ô tô những tháng đầu năm 2017 gặp rất là nhiều biến động và người tiêu dùng đã được hưởng lợi rất nhiều từ những cái thông tin này. À, cụ thể là đã có rất nhiều mẫu xe giảm giá từ vài chục cho tới hàng trăm triệu đồng. Và tâm lý chung của người tiêu dùng vẫn là chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. À, thưa quý vị và các bạn, à, mặc dù các hãng xe tại thị trường Việt Nam kể cả xe nhập khẩu từ ASEAN lẫn các cái thị trường nước ngoài như châu Âu, châu Mỹ hoặc là Hàn Quốc đã tung ra các cái chương trình khuyến mại giảm giá nhưng mà À, có thể nói rằng là cái doanh số bán xe vẫn điều hưu Và theo tính toán thì năm 2018 khi thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN về Việt Nam sẽ giảm Thì giá xe mà có cái dung tích xy lanh từ dưới 2.0 trở xuống Có thể giảm từ 20% cho tới 20% so với giá bán hiện nay À, nếu chúng ta làm một cái phép tính ví dụ như một chiếc ô tô nhập từ Thái Lan hoặc Indonesia à, Hiện đang có giá 250 triệu đồng và về tới Việt Nam thì giá bán của nó là 600 triệu đồng Thì à... Đấy là cái kịch bản của năm 2017 Nhưng mà nếu sang năm 2018 Thì giá bán dự kiến sẽ chỉ ở cái mức từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng Có nghĩa là được giảm từ 100 đến 150 triệu đồng so với giá bán hiện nay Và cái mức giảm, mức giảm giá này phải nói là rất là sâu Khiến nhiều khách hàng dự kiến mua xe trong năm nay Đã chưa quyết định xuống tiền mà họ Uh, sẵn sàng chờ đợi một thời gian nữa cụ thể là chỉ còn khoảng 7 tháng nữa mà thôi và theo ghi nhận của chúng tôi trên thị trường thì từ sau Tết đến nay rất nhiều doanh nghiệp uh, kinh doanh ô tô đã liên tục tung ra các cái chương trình khoản uh, khuyến mại giảm giá và đây đang là một xu thế uh, bên cạnh đó thì ô tô nhập khẩu nguyên chiếc um, về Việt Nam uh, giá ngày càng rẻ uh, À, cái, mặc dù cái lượng khách mua thì vẫn giảm mạnh nhưng mà khảo sát của nhóm phóng viên thì tại các cái cửa hàng kinh doanh xe ô tô cũ uh, trên các cái tuyến đường tại Hà Nội cho thấy doanh số của nhiều cửa hàng thì giảm một cách thê thảm từ 30 cho đến 40% và có những cửa hàng thì còn giảm trên cái mức đó. À, nhân viên tại những cửa hàng này thì cho biết à, nếu như trước đây mỗi tháng họ bán được khoảng từ 40 cho đến 50 xe ô tô các loại thì thời gian vừa qua mỗi tháng chỉ bán được 1 đến 2 chiếc và chủ yếu là các loại xe có giá trị dưới 500 triệu đồng như là Kia Morning, Hyundai i10, Kia K3, Toyota Vios và trung bình mỗi xe thì họ cắt lỗ khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Một cái khách hàng giấu tên ở quận cầu giấy cho biết thì anh ta đang tìm hiểu một chiếc Mazda 3 mặc dù cái dòng xe này đã giảm giá Vài chục triệu đồng nhưng mà có lẽ thì tôi sẽ vẫn tiếp tục đợi sang năm tới Bởi vì đầu năm tới thì thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN mới uh, sẽ còn giảm về 0% Mà như các anh chị đã biết mặc dù mới chỉ giảm 10% mà xe đã giảm tới mấy chục triệu Bây giờ mà thuế về 0% thì còn giảm nữa Tội gì mà mua ngay lúc này nên đợi thêm vài tháng nữa Cũng chưa muộn bây giờ thì cứ Uber Grab hay taxi mà chơi tội gì phải mua xe thời điểm này đó là tâm sự của một người tiêu dùng mà đang lăm le mua một chiếc xe xế hộp để thỏa mãn cái giấc mơ uh, uh, sở hữu xe hơi của mình thì thưa quý vị và các bạn giá xe nhập khẩu từ khu vực Asean mà uh, giảm thì buộc các hãng xe trong nước và xe nhập khẩu từ các nước khác cũng phải giảm theo để cạnh tranh do đó trong năm 2018 thì chắc chắn sẽ giảm mạnh và đây là tâm lý chung của nhiều người có ý định mua xe ô tô tuy nhiên trái ngược với tâm lý của người có nhu cầu mua xe thì nhiều doanh nghiệp họ vẫn đang à, nói rằng à, kinh doanh ô tô uh, trong những cái, các cái năm tới uh, mặc dù được giảm thuế về 0% nhưng mà người tiêu dùng thì đừng quá hy vọng giá ô tô sẽ giảm về sâu thì đây uh, thực sự là một cái câu nói cửa miệng của rất nhiều những doanh nghiệp kinh doanh ô tô bởi vì nếu như không nói như vậy thì ai sẽ mua xe ô tô bây giờ nếu như uh, Uh, bạn để ý đi nếu như mà người bán nói rằng là thôi Các ông bà đừng mua chờ sang năm uh, giảm về không phần trăm xe sẽ giảm khoảng 100 200 triệu một chiếc thì lúc đấy Các ông bà hãy mua thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là không có ai sẽ nói cái câu đó mà họ cũng sẽ uh, nói rằng uh, nhà nước cũng sẽ thay đổi những các cái chính sách này kia nọ và mức giá có thể giảm nhưng mà sẽ giảm không nhiều và chúng ta nên mua ngay và luôn thì uh, theo một chuyên gia phân tích nếu mà được hưởng ưu đãi thuế 0% thì những dòng xe này phải có cái tỷ lệ nội địa hóa trên 40% và trong khi đó những dòng xe này thì hiện nay không nhiều, nghĩa là chỉ có một số ít mẫu xe nhập từ ASEAN có cái mức thuế giảm và những các cái thị trường khác như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu thì cũng sẽ không bị chịu ảnh hưởng mấy. Tuy nhiên theo cá nhân mình nghĩ dưới cái sức ép mà hàng loạt những các cái mẫu xe ô tô giá rẻ thì buộc những các cái mẫu xe khác mà đang có cái giá đắt hơn cũng sẽ buộc phải giảm lợi nhuận để nhằm cạnh tranh với những cái mẫu xe hơi giá rẻ. À, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa để chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và quý vị và các bạn hãy để lại ý kiến của mình, hãy like cho video hãy comment và chia sẻ video này và nhớ đăng ký kênh xuân duy để không bỏ lỡ những video mới từ chúng tôi